Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 714 889 0777. Toyota Let's Go Places sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319 princesslife.com Cảm ơn quý vị vừa giới làn sống của Đài Lê Đô Sài Gòn TV trong chương trình bản tin tổng hợp chiều với sự thiện của Lê Thái. Và sau đây chúng tôi xin trở lại phần tin Hoa Kỳ với những tin đáng chú ý sau đây. Audrey Hale từng đau buồn về cái chết của người yêu. Hồ trữ nước Diamond Valley, Nam California được đổ nước trở lại. Nhảy ra khỏi xe ăn cắp của cảnh sát chết tại chỗ. Và sau đây là bản tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, cảnh sát ở Nashville và cơ quan FBI đang tiếp tục cuộc điều tra để tìm hiểu động lực dẫn đến vụ thảm sát ở trường học Covenant, khiến cho 6 người bị thiệt mạng. Theo một cựu giáo viên, nghi phạm tên là Audrey Hale, trước đó đã đăng trên Facebook về cái chết của một người bạn đời được xem là người yêu của anh. Theo lời thuật lại của một cô giáo tên là Maria Colomi, người đã dạy cho hung thủ Hale tại trường Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Nossi ở Nashville, nhớ lại một bài đăng trên mạng xã hội từ kẻ xả súng công khai đau buồn, một cá nhân vô danh và nói rằng người này đã thông báo về cái chết và yêu cầu được gọi là Aiden. Nam giới từ đó, trong số nạn nhân, thống đốc tiểu bang là Bill Lee đã tiết lộ rằng ông và vợ là bạn của giáo viên bị sát hại ở Cynthia Beach là một trong số 6 người bị bắn chết và đã mời cô ấy ăn tối vào tối ngày hôm đó, Ngoài Pick, ba đứa trẻ 9 tuổi như là Evelyn Deckhorst và Holly Cross và William Kinney đã bị bắn chết vào ngày hôm thứ Hai, cũng như các nhân viên là Catherine Coos và Mike Hill, những người trước đây được mô tả là anh hùng vì đã quên mình chạy về phía kẻ tấn công để bảo vệ học sinh. Trong khi đó, thì cảnh sát trưởng ở Nashville nói rằng tay súng này đã được bác sĩ chăm sóc vì chứng là rối loạn cảm xúc trước khi xảy ra vụ giết người và đã giấu bảy vũ khí mua hợp pháp tại nhà của gia đình cô. Hồ trữ nước ở Diamond Valley, miền nam California được đổ nước trở lại. Sau một loạt các cơn bão mùa đông làm giảm bớt tình trạng hạn hán trên toàn tiểu bang, người dân ở Nam California đã ăn mừng một cảnh tượng mà không ai từng thấy trong nhiều năm khi hạn, đó là nước lại đổ vào hồ Diamond Valley. Đây là một hồ chứa lớn nhất ở Nam California, đã cạn kiệt đáng kể trong vòng 3 năm khô hạn nhất được ghi nhận của tiểu bang. Với gần một nửa nguồn nước từ hồ được sử dụng để tăng cường cho các nhà cung cấp nước của tiểu bang. Nhưng một mùa đông đặc biệt nhiều mưa đã cho phép sử dụng nguồn nước mưa lấp đầy hồ trở lại, đánh dấu một sự thay đổi đáng kinh ngạc đối với một khu vực mà chỉ vài tháng trước đây hầu như không có đủ nguồn cung cấp để đáp ứng nhu cầu về nước, sức khỏe và an toàn của 6 triệu người ở miền Nam California. Các viên chức sở tiện ích cho biết, các vòi phun ra sẽ có thể làm đầy hồ chứa rộng 810.000 mẫu anh đến hết công suất vào cuối năm nay. Nhưng dù lượng nước dồi dào hiện nay được xem là trời đãi, nhưng cũng là một lời nhắc nhở về tình trạng đối mặt với khí hậu thay đổi của California. Sự thay đổi nhanh chóng từ cực kỳ ẩm ướt sang cực kỳ khô hạn đang trở nên phổ biến hơn và các hộ chắc chắn sẽ cần thiết cho thời gian khô hàng trở lại. Cũng trong phần tin Hoa Kỳ, nhảy ra khỏi xe ăn cắp của cảnh sát chết tại chỗ. Một nghi phạm đã đánh cắp một chiếc xe của đội tuần tra đường cao tốc California là CHP và khiến cảnh sát rượt đuổi với tốc độ cao qua vùng ngoại ô ở Elly trước khi y nhảy ra khỏi xe, chí mạng trên xa lộ 138 vào sáng ngày thứ ba, ngày 28 tháng 3 vừa qua. Nội vụ đã xảy ra vào lúc một cảnh sát tuần tra xa lộ đang có mặt tại một hiện trường tai nạn trên xa lộ 5 về hướng Bắc. Trong khi kiểm tra các bên liên quan đến vụ tai nạn, tài xế trong xe gây tai nạn bất ngờ đã chạy ra khỏi xe của mình, rồi nhảy lên chiếc xe chiếc xe của cảnh sát và lái đi. Cuộc điều tra đang tìm hiểu là tại sao chiếc xe vẫn để chìa khóa hay không tắt dù là quy trình tiêu chuẩn là các cảnh sát phải khóa xe của họ khi bước ra khỏi xe và không rõ nghi phạm đã đánh cắp xe cảnh sát bằng cách nào. Ngay sau đó, thì lực lượng cảnh sát đã tìm cách chặn bắt chiếc ô tô này với tốc độ 100 dặm một giờ. Và tại một thời điểm đang rượt chạy, cảnh sát đã thấy tài xế vung một khẩu súng ngắn và súng trường tấn công. Nghi phạm được cho là có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Cảnh quay từ trên không cho thấy trong lúc xe đang chạy, nghi phạm đã nhảy ra khỏi chiếc xe đang chạy với tốc độ cao, lao xuống lòng đường khi chiếc xe tiếp tục lao ra khỏi đường trước khi đâm vào một cột đèn. Người ta ước tính chiếc xe đang di chuyển với tốc độ gần 50 dặm một giờ khi anh ta nhảy ra ngoài. Một phát ngôn viên của sở cảnh sát sau đó xác nhận, nghi phạm được tuyên bố là đã chết sau khi được chuyển đến trung tâm y tế thung lũng là Atelov. FDA chấp thuận thuốc giảm phản ứng thuốc nghiện quá liều. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, viết tắt là FDA ngày hôm nay, đã cho phép bán loại thuốc chống lại tình trạng phê ma túy quá liều là Naloxone, và không cần toa của bác sĩ. Hành động này sẽ giúp đưa loại thuốc đảo ngược tình trạng quá liều này trở thành loại thuốc điều trị opioid đầu tiên được bán qua quầy của nhà thuốc Tây. Đó là hành động mà một số người ủng hộ từ rất lâu đã tìm kiếm như một cách để cải thiện khả năng có trong tay với một loại thuốc cứu sống nạn nhân sử dụng ma túy hoặc là thuốc gây nghiện. Mặc dù tác động chính xác sẽ không rõ ràng ngay lập tức, Makin là loại thuốc xịt mũi là dạng naloxone nổi tiếng nhất và khi hít vào người đang có nguy cơ bị phê thuốc quá liều sẽ được bảo hòa và không bị chết việc cho phép sử dụng thuốc naloxone rộng rãi hơn nhằm kiểm soát cuộc khủng hoảng quá liều trên toàn quốc và có liên quan tới hơn 100.000 ca tử vong ở Hoa Kỳ mỗi năm phần lớn những ca tử vong này có liên quan đến opioid chủ yếu có chất ma túy đá đã có thể dùng naloxone để đảo ngược tình thế thuốc đã được phân phối cho cảnh sát và những người nhân viên cứu thương trên toàn quốc Và đây là bản tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Bồi thường cho người gốc phi châu ở California có thể lên tới 800 tỷ Mỹ kim. California có thể tiêu tốn hơn 800 tỷ Mỹ kim để bồi thường cho các cư dân da đen vì các thế hệ thời nô lệ bị phân biệt đối xử. Ước tính sơ bộ gấp hơn 2.5 lần ngân sách hàng năm là 300 tỷ Mỹ kim của California và không bao gồm khoản khuyến nghị 1 triệu mỹ kim cho mỗi cư dân da đen lớn tuổi vì sự chênh lệch về sức khỏe đã rút ngắn tuổi thọ trung bình của họ. Con số này cũng không tính đến việc bồi thường cho người dân đối với tài sản bị chính phủ lấy đi một cách bất công hoặc phá giá các doanh nghiệp của người gốc phi châu. Tuy nhiên, vấn đề chính là mặc dù kế hoạch được đưa ra nhưng người dân ở gốc châu Phi sống ở California có thể là không sớm nhận được khoản thanh toán bằng tiền mặt bởi vì tiểu bang không bao giờ áp dụng các tính toán của các nhà kinh tế. Và con số này được đề xuất đến từ một nhóm tư vấn bao gồm 5 nhà kinh tế và chuyên gia chính sách. Thống đốc bang là ông Gavin Newsom đã ký luật vào năm 2020, thành lập một lực lượng đặc nhiệm bồi thường sau các cuộc biểu tình trên toàn quốc về cái chết của George Floyd, một người đàn ông da đen dưới bàn tay của cảnh sát ở Minneapolis. Một ủy ban cố vấn ở San Francisco đã đề xuất khoản thanh toán là 5 triệu Mỹ Kim cho một người gốc Phi Châu cũng như là thu nhập được bảo đảm ít nhất là 97.000 Mỹ Kim và xóa nợ cá nhân. Quý vị vừa theo dõi các bản tin đáng chú ý trong ngày của Đài Lido Sài Gòn TV. Sau phần quảng cáo sẽ là bản tin nổi bật với nhà báo Đinh Quang Anh Thái và Hoàng Trọng Thủy. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kết thúc quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình bản tin tổng hợp chiều của Đài Lido Sài Gòn TV. Một lần nữa thì Lê Thái cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và xin chúc quý vị có một buổi chiều thứ tư thật bình an và hạnh phúc hẹn gặp lại quý vị trong bản tin chiều ngày mai